Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây rất là đẹp luôn, mà mình mới trồng cách đây 2 tháng và cây nó ra bông rất là đẹp. Thì cái cây này thì tên là dành dành, cây này thích hợp cho các bạn để trồng ban công hoặc là khu vườn nhà mình đó, nó tạo một điểm nhấn rất là hay luôn đó các bạn. Đây mình sẽ quay video lại cho các bạn xem cây. Đây và đây cây dành dành của mình các bạn, là một mình có trồng là một cây lá to và lá nhỏ thì nó cũng cho ra hai loại bông khác nhau luôn các bạn, một bông lớn, một bông nhỏ luôn. Đây, đó, bông nhỏ đây các bạn. Thì cái bông này, bông nhỏ này mình ra cách đây cỡ 3 ngày á thì nó cũng đang tàn dần rồi. Đó, có cái bông mà đang tàn nữa các bạn. Đó, còn đây là bông lớn. Thì bông này là nó thơm của mùi hoa lại các bạn, nhưng mà nó thoang thoảng giống như mùi nước nước hoa vậy á. Cái này các bạn trồng ban công là rất hay luôn, là mình cũng cảm ơn một bạn đã giới thiệu cho mình về cây này.